Nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ việc giết mổ gia súc tự phát tại hộ gia đình dịp Tết. Chị Vũ Thị Sang, bản Liên Hà 5, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, khởi nghiệp thành công từ nghề làm bánh gai truyền thống. Chị em dân tộc Mông ở Bát Sát rộn ràng chuẩn bị may thêu váy áo để vui xuân đón Tết. Trong phần tin thế giới, cùng tìm hiểu lễ hội hóa trang đường phố đang kiếp diễn ra ở miền Bắc nước Pháp. Kính chào quý vị và các bạn, những nội dung chính vừa rồi đã mở đầu cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 1, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mường Vi, Trường Cao đẳng Lào Cai và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Lào Cai tới thăm và tặng quà cho người dân tại xã Mường Vi, huyện Bát Sát nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Tại đây, đoàn đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 600.000 đồng cho các gia đình thuộc hộ nghèo, học sinh khó khăn tại địa bàn xã. Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm qua, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Mường Vi cần tiếp tục nỗ lực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, vận động nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất, phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn nghèo mới. Trước mắt cần quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết. Dịp này, Trường Cao đẳng Lào Cai đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Mường Vi triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo nghề cho nhân dân có nhu cầu trên địa bàn xã. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 1, Trung tâm Chính trị thành phố Lào Cai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 91 quần chúng ưu tú, công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023. Trong thời gian học tập, các công dân đã được nghiên cứu khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, lớp học còn được thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử của địa phương. Thông qua bồi dưỡng đã giúp cho các công dân nắm rõ, nâng cao nhận thức về Đảng, từ đó có thêm điều kiện thuận lợi, động lực phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vận dụng những kiến thức vào quá trình công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Nhằm tăng cường quản lý các dự án khoáng sản là vật liệu xây dựng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục thành lập, duy trì tổ giám sát hoạt động của các dự án này. Trong đó tập trung kiểm tra thủ tục pháp lý, vị trí ranh giới, diện tích, công suất, khối lượng, thiết bị khai thác và mức sâu được phép khai thác. Việc sử dụng đất, quy trình kỹ thuật, an toàn công trình mỏ, tránh sạt lở bờ sông, làm thay đổi dòng chảy và ảnh hưởng đến các công trình công cộng, nhân dân trong khu vực. Thời gian khai thác đối với cát sỏi từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều, không khai thác ban đêm, không khai thác vào thời gian mưa lũ. Yêu cầu các địa phương chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tái định cư đối với các dự án khoáng sản, ra soát xác định diện tích khu vực phụ trợ, bãi tập kết đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Văn Bàn đã thành lập hai đoàn liên ngành an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các xã, thị trấn. Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, các điều kiện an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản kinh doanh hàng bao gói đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đều đã chấp hành các quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đoàn kiểm tra cũng đã tuyên truyền phổ biến tới các chủ cơ sở kinh doanh các quy định về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao kiến thức, ý thức tự giác trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo luật thú y, việc giết mổ động vật phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung, đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Tuy nhiên, việc giết mổ gia súc tại các cơ sở tập trung trên địa bàn tỉnh còn rất thấp, chủ yếu theo hình thức tự phát tại hộ gia đình. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai, toàn tỉnh hiện có hơn 480 hộ hành nghề giết mổ gia súc. Hoạt động giết mổ chủ yếu được thực hiện tại hộ gia đình, xen kẽ trong khu dân cư. Điều này không những gây khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh và thực hiện các quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống. Dịp Tết Nguyên đán, tình trạng giết mổ gia súc không phép có chiều hướng gia tăng, đòi hỏi ngành chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát, chấn chỉnh thực trạng này.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả đã được Hội Phụ nữ các cấp triển khai, qua đó giúp nhiều chị em tự tin vươn lên khởi nghiệp bằng các mô hình sản xuất hiệu quả, khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội. Chị Vũ Thị Sang, bản Liên Hà 5, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên là một điển hình. Là thế hệ thứ ba trong gia đình sản xuất bánh gai truyền thống. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn, việc sản xuất bánh gai của gia đình chị Sang chỉ ở quy mô nhỏ, khoảng 100 bánh mỗi ngày. Năm 2018, được Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ tham gia Ngày Hội Phụ nữ khởi nghiệp và lọt vào vòng chung kết cấp tỉnh. Từ đây, việc đầu tư sản xuất bánh gai quy mô lớn có nhãn hiệu bao bì sản phẩm thành hiện thực. Có cái nguồn vốn thì tôi mở rộng được, ví dụ như mua máy móc to, hiện đại. Thì mỗi năm thì chỉ là cái thủ công thôi, xay tay thôi. Nhưng bây giờ thì tôi có máy móc to để sản xuất từ 500 đến 1.000 chiếc bánh một ngày, tạo công ăn việc làm cho chị em. Cái thứ hai là như ngày xưa thì không biết bán hàng online hay bán trên Facebook, Zalo. Nhưng đến tôi đi học cái lớp tập huấn thì tôi cũng mở rộng được. Thông qua Hội Phụ nữ, chị Sang được tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng khởi nghiệp, quản lý kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Đây là điểm tựa giúp chị tự tin khởi nghiệp. Hiện cơ sở cung cấp cho thị trường từ 500 đến 1.000 chiếc bánh gai mỗi ngày, thu nhập ổn định từ 200 đến 300 triệu mỗi năm. Việc được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao đã giúp cho sản phẩm tiêu thụ tốt trên thị trường. Thường là lấy của cái bánh gai công sang này mình bán cho tất cả mọi người Hà Nội này, tất cả những người người ta hay đi lễ, đi chùa, người ta rất thích thú về cái sản phẩm mà bánh gai này. Đó là một cái đặc sản của Bảo Hà, Lào Cai. Hiện tại, cơ sở đang tạo công ăn việc làm ổn định cho 9 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời liên kết với nhiều hộ gia đình để cung cấp nguyên liệu làm bánh. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi cũng như là kịp thời phát hiện những cái mô hình trên tất cả các lĩnh vực, và đặc biệt là chúng tôi cũng quan tâm về cái lĩnh vực phát triển kinh tế để thực hiện cái khâu đột phá của huyện là phát huy nội lực sức sáng tạo của phụ nữ trên địa bàn toàn huyện trong xây dựng nông thôn mới và tập trung vào cái lĩnh vực phát triển kinh tế để tạo cái nguồn thu nhập cho hội viên. Cũng hiện cơ sở bánh gai Công Sang có kế hoạch phát triển thêm các sản phẩm truyền thống như bánh dậm và bánh gai gấc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Sở Y tế đặt mục tiêu đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong văn bản gửi các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, cũng như công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19. Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc dự trữ đầy đủ, tăng nguồn cung và quản lý không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Các địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành, găm hàng, tăng giá. Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Toàn tỉnh hiện có trên 900 đội câu lạc bộ văn hóa văn nghệ quần chúng, trong đó có nhiều câu lạc bộ gắn với đặc trưng địa phương, dân tộc. Các câu lạc bộ duy trì sinh hoạt thường xuyên, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian truyền thống. Thời gian qua, hầu hết các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ hoạt động tự phát và tự chủ về kinh phí, vì vậy nhiều câu lạc bộ, đặc biệt là khu vực vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Trong nỗ lực duy trì và nhân rộng mô hình này, ngành văn hóa đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc phát triển các mô hình câu lạc bộ văn nghệ thể thao gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Những ngày giáp Tết này, gác lại việc rụng nương, chị em dân tộc Mông ở Bát Sát lại rộn ràng chuẩn bị cho mình những bộ váy áo đẹp nhất để vui xuân đón Tết. Những bộ váy áo rực rỡ sắc màu được chính bàn tay khéo léo của các bà các chị làm nên, không chỉ góp phần tôn thêm vẻ đẹp của mùa xuân mà còn thiết thực bảo tồn những giá trị truyền thống. Tết ở bản Mông Tả Tà Lé, xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Sát không thể thiếu đi sắc màu rực rỡ trên trang phục của những thiếu nữ du xuân.
Để tạo ra những sản phẩm thổ cẩm độc đáo này thì cần phải qua rất nhiều công đoạn như trồng lanh, xe sợi, in sáp, nhuộm tràm và thêu thùa. Đối với người Mông, vải lanh dùng vào rất nhiều dịp như cưới hỏi, đám ma và đặc biệt là dùng để may, thêu trang phục truyền thống mặc khi đi đám cưới, các lễ hội của người Mông. Từng công đoạn đều đòi hỏi sự cần mẫn, khéo léo, nhưng đặc biệt nhất là kỹ thuật in, vẽ sáp và thêu. Để lưu giữ nghề dệt, thêu thổ cẩm truyền thống cho thế hệ sau, những bé gái người Mông ngay từ nhỏ đã được các bà, các mẹ dạy cách thêu thùa để tự may cho mình những bộ trang phục truyền thống. Lúc nhỏ thì được bố mẹ, được mẹ và bà dạy thêu để may quần áo để Tết, ăn Tết. Còn lúc bắt đầu dệt vải lúc lớn thì mới dần biết thêu, thì đến Tết, sắp đến Tết thì thêu này, may quần áo này, dệt vải để đón Tết. Tại em đang được các bà và các cô dạy để dệt vải. Em đang cố gắng học tập để sau này có thể dệt vải để may quần áo và váy cho mình ạ. Những năm gần đây xuất hiện nhiều hơn các bộ trang phục hiện đại, nhẹ và giá thành rẻ nhờ sử dụng máy móc công nghiệp. Để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, cấp ủy, chính quyền xã động viên bà con giữ nghề, làm các sản phẩm thổ cẩm, phục vụ khách du lịch và tạo thêm thu nhập. Cấp ủy chính quyền quan tâm tuyên truyền là hàng năm bà con phải trồng cây lanh để lấy sợi, để dệt vải. Và cái nữa là người phụ nữ thì lớn tuổi thì truyền dạy là cho các con các cháu. Bảo tồn và phát triển nghề dệt thêu trang phục truyền thống của đồng bào Mông không chỉ giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình mà còn góp phần làm đẹp cho ngày xuân ở vùng cao. Tiếp theo chương trình, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 14 năm. Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế. Để chuẩn bị đón khách du lịch, đặc biệt là trong cao điểm Tết Nguyên đán và lễ hội xuân, các địa phương trọng điểm về du lịch đã chuẩn bị chu đáo các phương án phục vụ từ nơi ăn, ở, sinh hoạt, an ninh trật tự. Đặc biệt, các hoạt động mang dấu ấn bản sắc, đặc trưng văn hóa cũng được các khu du lịch tích cực triển khai. Các địa phương, các cơ quan chuyên môn chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch. Mục tiêu không chỉ thu hút được số lượng lớn du khách, mà còn quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với du khách quốc tế. Theo khảo sát tại tỉnh Lâm Đồng, nếu như Tết năm Nhâm Dần, giỏ quà Tết ngoại chiếm đến 80% nhu cầu tiêu dùng, thì năm nay tỷ lệ chỉ còn khoảng 40%, còn lại hầu hết là các mặt hàng nội địa. Ngoài chủng loại phong phú, các sản phẩm quà Tết được đầu tư cả về chất lượng và mẫu mã. Đặc biệt, những sản phẩm của vùng miền, nông sản, đặc sản địa phương đang được khoác áo mới với bao bì mẫu mã lịch sự, sang trọng để làm quà biếu tặng. Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các sản phẩm nông sản tốt cho sức khỏe, nên giỏ quà Tết năm nay với các loại nông sản sạch dần tìm được chỗ đứng trên thị trường. Việc đưa các sản phẩm đặc sản, nông sản địa phương vào giỏ quà Tết không chỉ giúp các doanh nghiệp tăng cường đầu ra cho sản phẩm, mà qua đó từng bước định hướng tiêu dùng cho khách hàng theo hướng tiết kiệm nhưng thiết thực. Việc kết nối giao thông đối với những địa bàn vùng cao, vùng xa luôn là bài toán khó. Nhưng với quyết tâm của chính quyền cùng với việc vận dụng các nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đã dần tháo gỡ cho những vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước giảm nghèo bền vững. Phóng sự thực hiện tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đây là bản xa xôi nhất của xã biên giới Hủy Luông, huyện Phong Thổ. Về đầu tư mở rộng con đường và bê tông hóa mặt đường là niềm vui lớn của bà con nơi đây. Mặt đường đất đá gồ ghề, dốc lớn hay khúc cua tay áo đã dần được thay thế bằng đường bê tông phẳng phiu như thế này. Nhà nước lại quan tâm để giúp được làm cái đường dân sinh được bà con đi lại, cho người dân để phát triển kinh tế, mình làm được cái nông sản mưa hay là nắng thì rất là được thuận lợi. Với định hướng giao thông đi trước mở đường, những năm qua huyện Phong Thổ không ngừng tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Đảng, Nhà nước để phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn. Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện biên giới Phong Thổ có tổng chiều dài trên 1.092 km. 100% các tuyến đường từ huyện Phong Thổ đến các xã được trải nhựa. 85% số thôn bản đường giao thông được cứng hóa, ô tô đi đến nơi. Tỷ lệ giao thông nội bản
đạt trên 80%. Đường nội đồng tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Ban đang triển khai rất là tương đối nhiều các dự án liên quan đến phát triển các cái đường liên bản, ưu tiên các cái bản đặc biệt khó khăn, vùng biên giới. Những kết quả trên là điều kiện quan trọng để huyện Phong Thổ đạt được mục tiêu nhiệm kỳ là thu hẹp khoảng cách, đưa vùng khó lại gần với vùng thuận lợi, từng bước đưa Phong Thổ ra khỏi huyện nghèo của tỉnh Lai Châu, góp phần ổn định an ninh biên giới của Tổ quốc. Chuyển sang tin thời sự thế giới, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm từ 3,25% lên 3,5%. Bốc khẳng định việc tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm sẽ đảm bảo bình ổn giá cả. Trong bối cảnh lạm phát vẫn đang ở mức cao và dự báo sẽ còn ở trên mức mục tiêu trong một thời gian dài, Bốc sẽ tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ để đảm bảo bình ổn lạm phát giá tiêu dùng ở mức mục tiêu đã đặt ra trong trung hạn, và sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tăng trưởng kinh tế cũng như sự ổn định tài chính. Trong năm 2022 vừa qua, BOK đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 4, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 và 50 điểm cơ bản vào tháng 7 và tháng 10. Thành phố Kazan của Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga vốn nổi tiếng với Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan. Đây là nơi sản sinh ra nhiều thế hệ các nhà khoa học và sinh viên xuất chúng, trong đó có lãnh tụ của giai cấp vô sản Lenin. Nằm ở trung tâm thành phố, Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan gồm nhiều tòa nhà cổ và hiện nay nơi đây là một điểm tham quan thú vị của thành phố. Đại học Tổng hợp Kazan thành lập ngày 1 tháng 11 năm 1804. Ngoài ra, bảo tàng trưng bày kỷ niệm của Lenin khi ông theo học tại Đại học Tổng hợp Kazan và tham gia vào cuộc phản kháng của các sinh viên vào tháng 12 năm 1887. Đây là những sự kiện đã định hình cho quyết tâm theo đuổi con đường cách mạng và chủ nghĩa xã hội của Lenin. Tại Mỹ, các kiến trúc sư ở bang Texas đã lần đầu tiên sử dụng công nghệ in 3D để xây dựng một tòa nhà cao tầng, đánh dấu bước tiến và hướng đi mới của công nghệ này. Được xây dựng trên nền diện tích khoảng 370 m2 tại thành phố Houston, ngôi nhà có 3 phòng ngủ, mất khoảng 330 giờ in bằng máy 3D. Đặc biệt, ngôi nhà này được thiết kế kết hợp giữa khung gỗ và bê tông nhằm chống chọi được với các cơn bão lớn và thời tiết cực đoan ở bang Texas. Đây là ngôi nhà 2 tầng đầu tiên được hình thành từ máy in 3D ở Mỹ. Dự án này nằm trong khuôn khổ hợp tác kéo dài 2 năm giữa một xưởng thiết kế và một công ty chuyên về kỹ thuật xây dựng. Theo các kiến trúc sư, máy in 3D đã làm tất cả các công đoạn như nâng trục, nên không cần phải có nhiều công nhân tại công trường. Trong số các lễ hội truyền thống đón chào mùa xuân ở châu Âu, thì lễ hội hóa trang đường phố Đa Kiếp diễn ra ở miền Bắc nước Pháp được đánh giá là lễ hội mùa xuân có quy mô lớn nhất. Ban tổ chức cho biết lễ hội năm nay sẽ kéo dài đến ngày 16 tháng 4 tới và luôn có các cuộc diễu hành vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Ngoài thành phố Đăng Kiếp, lễ hội cũng diễn ra ở một số thành phố khác thuộc miền Bắc nước Pháp. Lễ hội hóa trang đường phố Đăng Kiếp xuất hiện từ thế kỷ thứ 17 để chúc mừng các ngư dân và gia đình của họ trước khi bước vào vụ đánh bắt cá xa bờ dài ngày. Chính vì vậy, theo truyền thống, ngoài các cuộc diễu hành đường phố và biểu diễn âm nhạc, lễ hội còn có nghi thức ném cá, thu hút rất đông người tham gia. Có khoảng nửa tấn cá trích đã được sử dụng trong nghi thức này. Thưa quý vị và các bạn, mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Nam thường có các loại quả, mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, đọc chệch thành các tên cầu vừa đủ xài hoặc cầu vừa đủ sung. Mỗi chữ cũng là đại diện cho những loại quả chính được trưng bày trong mâm ngũ quả mà người dân thành kính dâng lên ông bà tổ tiên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Những hình ảnh về mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Nam cũng sẽ khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.